là con mắt không nữa. Có bạn nào biết các bạn hãy bình luận giúp mình với nghe. Còn ở dưới thì nó đưa thêm hai cái vòi nhỏ nhỏ nữa nè. Mình cầm nó mà nó đưa ra muốn đụng tay mình luôn nè các bạn ơi. Mẹ ơi, hai chị em con về cứu được bạn heo bạn chó nè. Quá, wow, sao bạn heo của con hay quá vậy, để mẹ coi thử coi. Để mẹ coi bạn chó của Gia Hân coi. Rất là đẹp và bắt mắt luôn. Nó có đầy đủ từ các loại thạch trái cây, thạch trà sữa cho tới những loại kẹo thông thường nữa. Hoàng Kim với Gia Hân thích ăn nhất là sô-cô-la loại này, cho nên mình sẽ mua một ít cho Hoàng Kim và Gia Hân nghe. Hôm nay ra công viên mình thấy bạn ốc này rất là to luôn nè, đặc biệt là rất là dạng nha. Mình bắt lên như vậy mà bạn ấy vẫn đưa cái đầu ra luôn nè. Bây giờ mình sẽ cho Gia Hân và Hoàng Kim coi thật kỹ bạn ốc này nha, tại vì hai bạn đó trước giờ cũng chưa có được nhìn thấy kỹ nữa. Wow. Ôi, lần đầu con thấy kỹ con ốc gì luôn á mẹ. Con ốc này ở dưới quê mình người ta gọi là ốc hương, như ở đây thì không biết gọi là con ốc gì nữa. À? Nó đưa hai cái ngạnh nó lên nè các bạn, nhìn giống như là hai con mắt, nhưng không biết có phải là con mắt không nữa. Có bạn nào biết các bạn hãy bình luận giúp mình với nghe. Còn ở dưới thì nó đưa thêm hai cái vòi nhỏ nhỏ nữa nè. Mình cầm nó mà nó đưa ra muốn đụng tay mình luôn nè các bạn ơi. Có gì vui cho mẹ đâu con chơi với mẹ. Có cái này nè con. Thôi bây giờ mình sẽ trả nó về nha các bạn. Mình bắt lên cho bạn Gia Hân tham khảo và bạn Kim coi thôi. Giờ mình thả nó về đi. Hình như có tiếng con heo kêu. À? Có tiếng ngần đó nữa. Wow. À, có một bạn đó nghe đợi. Ở đây chị cũng thấy có một bạn heo nè. Ông mình lên đây mình coi có đợi. À, bạn heo này kéo ra được em ơi. Ủa sao bạn heo này kéo ra được? Các bạn biết thì hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Mẹ ơi, hai chị em con về cứu được bạn heo bạn chó nè. Quá, wow, sao bạn heo của con hay quá vậy, để mẹ coi thử coi. Để mẹ coi bạn chó của Gia Hân coi. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Có bạn nào thích bạn heo và bạn chó này không? Các bạn hãy bình luận ở dưới nghe. Mẹ ơi, con yêu thích quá. Quay một cái khô gần bánh kẹo luôn. Cái này mà yêu gần gì đi hai. Cái này gọi là nguyên gửi bánh kẹo. Mình chỉ xem thôi, thích loại nào thì mẹ mua, chứ không có được mở ra tùm lum nghe con. Cái gian hàng bánh kẹo ở đây thì có rất là nhiều loại luôn nghe. Những cái màu sắc thì rất là đẹp và bắt mắt luôn. Nó có đầy đủ từ các loại thạch trái cây, thạch trà sữa cho tới những loại kẹo thông thường nữa. Hoàng Kim với Gia Hân thích ăn nhất là sô-cô-la loại này, cho nên mình sẽ mua một ít cho Hoàng Kim và Gia Hân nghe. Mẹ ơi, muốn này ăn đi mẹ. Cái này vô cô da đó. Rồi, mẹ biết rồi. Các bạn có thích ăn những bánh kẹo loại này không? Có bạn nào cũng sẽ hết với Kim hay hãy bình luận bên dưới cho Hoàng Kim biết nha.